là một người đến muộn nhưng Đình Đồng đang giữ một vị trí quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Không vào! Chúng ta đã thấy được sự lợi hại của U23 Singapore là như thế nào. U23 Singapore luôn là như vậy. Họ chơi chậm bên phần sân nhà, nhường sân cho đối thủ, nhưng khi cần là những đòn phản công hết sức lợi hại. Và trong pha bóng này, U23 Singapore có thể ghi bàn ở bất kỳ tình huống nào và vào lúc đối phương không ngờ được. Ghi điểm đi! Không vào! Cú bỏ lỡ của Đình Tùng. Một đường chuyền rất hay của Phan Thanh Hưng. Cũng phải nói rằng đây là tình huống mà mình đã quyết định thực hiện một cú đánh đầu kỹ thuật. Nguy hiểm! Rất nguy hiểm! Không vào! Nhưng lưới của U23 Singapore, của U23 Việt Nam đã bị rung lên. Cao Giàm. Đã có những lời cảnh báo nhưng không dễ để hóa giải được sự nguy hiểm của đối thủ. Không thể trách Tấn Trường. Trường cũng đã có được một bàn thắng tại SEA Games lần này. Áp sát! Bàn thắng của Phan Thanh Bình. Sân vận động treo hoa đu vòng như nổ tung. Điều quan trọng là chúng ta đã chiến thắng được sự lo lắng, chiến thắng được nỗi. Mai Chiến Thành hay một vài vị trí khác của U23 Việt Nam cũng là những cầu thủ mà chỉ cần quảng cho họ trái bóng, họ có thể chơi được ở những vị trí mà huấn luyện viên yêu cầu. Phan Thanh Hưng rất hay. Bây giờ thì 1-3 không còn là 4 nữa rồi. Mai Chiến Thành đã có được bàn thắng thứ 5. Đó là một pha phối hợp tuyệt vời, một pha phối hợp mà huấn luyện viên Enrique Calisto đã dày công xây dựng nơi các đội tuyển Việt Nam. Trước đây thì số áo của Mai Tiến Thành tạo nên số bàn thắng của anh ở vòng bảng, nhưng bây giờ anh đã có được bàn thắng thứ 5 tại giải đấu lần này, và lại là một trận đấu mà những cầu thủ mang áo số 13 ghi lại dấu. Tiến Thành, Hoàng Quảng, một pha chạm bóng rất khôn ngoan. Thành Hương, bàn thắng thứ 3 đã đến. Pha lập công của Chu Ngọc Anh tuyệt vời, không thể chờ đợi hơn thế này. Các cầu thủ, huấn luyện viên Calisto luôn rất chính xác với việc sử dụng những con người ông lựa chọn. Đường truyền chính xác đến từng mm của Hoàng Quảng cho Thành Lương, của Thành Lương cho Chu Ngọc Anh để và áp đảo đối phương. Nhưng có vẻ như trọng tài Ko Hyung Jin là một người rất có duyên với bóng đá Việt Nam. Đây là quả penalty thứ hai tại châu Âu U23 Singapore, là cầu thủ dẫn tới quả penalty, và anh cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Lại là một pha bóng có dấu ấn của Phan Thanh Hưng. Phan Thanh Hưng, Phan Thanh Bình, không vào, vẫn không vào. Đây là phút bù giờ thứ 3. Cơ hội. Dứt điểm đi. Vào! Huấn luyện viên Calisto luôn muốn tạo cơ hội cho những chàng trai trẻ của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Ngọc Anh để chấm dứt tất cả những nỗ lực của bóng đá Singapore tại SEA Games lần này. Một bàn thắng tô điểm cho chiến thắng tưng bừng của các chàng trai áo trắng. Phan Thanh Hưng không cần nhìn nhưng vẫn có một đường truyền chính xác. Và Ngọc Anh không cần phải thực hiện một cú dứt điểm có sức mạnh. Một cú đẩy bóng và sau đó là một pha